Nếu các bạn khán giả từng quan tâm theo dõi về gia đình ông Donald Trump thì chắc hẳn sẽ không còn xa lạ với người con trai thứ hai Eric. Gần đây, một thành viên mới trong nhà Trump đã nổi lên và dự kiến sẽ làm chấn động chính trường Mỹ. Đó chính là người con dâu tài sắc vẹn toàn, Lara Trump, cựu tổng thống Mỹ. Ông Trump dành sự tin tưởng lớn cho con dâu này, thể hiện qua việc ông đề cử cô cho vị trí chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trước khi dấn thân vào chính trị, Lara đã có một cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về nàng dâu của nhà tỷ phú này. Lara Trump đã chính thức đảm nhận vai trò đồng chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa, ANC, sau khi được bố chồng ủng hộ. Cô giữ vị trí này cùng với đồng minh Michael Wadley. Cô trở thành một phần của gia đình Trump sau khi kết hôn với Eric, con trai thứ hai của ông Donald vào năm 2014. Từ đó, Lara đã giữ một vai trò quan trọng trong chiến dịch vận động tranh cử của bố chồng. Vậy Lara Trump là ai? Dưới đây là mọi điều cần biết về tân đồng chủ tịch ANC và mối quan hệ của bà với gia đình ông Trump. Lara Trump tên khai sinh là Lara Lieska, sinh năm 1980 tại Bắc Carolina, Mỹ. Cô theo học truyền thông tại Đại học bang North Carolina trước khi lấy bằng nghệ thuật làm bánh ngọt tại Học viện ẩm thực Pháp ở New York. Cô từng điều hành một hiệu bánh có tên là Lara Lee Confection và có thời gian làm huấn luyện viên cá nhân. Cô thường xuyên đăng tải những bức ảnh luyện tập thể thao với vòng eo săn chắc trên trang Instagram. Sau khi học về truyền thông, Lara từng có thời gian thực tập tại một số đài nổi tiếng với Inside Edition của đài CBS trong 5 năm. Lara Trump quyết định rời CBS trong 2 tháng cuối của chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2016 để hỗ trợ bố chồng khi họ đưa tin về gia đình bạn trong chương trình. Mặc dù có một chút thách thức khi làm việc này, Lara đã cố gắng giữ mọi thứ công bằng. Hằng ngày, cô nói về quyết định rời CBS. Dù đã gặt hái được nhiều thành công, Lara và chồng Eric có cuộc sống kín tiếng, sở hữu khối tài sản khổng lồ ước tính khoảng 300 triệu đô la Mỹ và 2 căn nhà sang trọng. Vợ chồng con trai thứ hai của Tổng thống Mỹ được đánh giá cao về cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Như một nàng dâu của cựu Tổng thống, Lara thường phải đối mặt với áp lực từ dư luận, nhưng cô đã học cách làm quen với những lời tiêu cực và luôn khẳng định giá trị của bản thân. Lara nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, với hơn 1 triệu người theo dõi trên Instagram. Cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường và tổ ấm nhỏ của mình. Lara được đánh giá là một nàng dâu giỏi giang, không ồn ào, luôn tận tụy với gia đình chồng và giữ mối quan hệ tốt đẹp với các thành viên trong gia đình Trump. Đặc biệt, Lara đã đóng góp quan trọng trong chiến dịch tranh cử của ông Trump. Với tài năng ăn nói và cá độ nhân xử thế khéo léo, Lara thu hút được sự chú ý của nhiều người dân Mỹ. Trong chiến dịch năm 2016, cô phụ trách chuỗi sự kiện vận động hành trình trao quyền cho phụ nữ của ông Trump và phó tướng Mike Pence. Sau khi ông Trump đắc cử, cô trở thành người gây quỹ cho ông và tiếp tục đảm nhiệm vị trí quan trọng trong chiến dịch tái tranh cử năm 2020. Lara thường xuyên xuất hiện trên truyền hình để thảo luận về nỗ lực tái cử của ông Trump và cũng dẫn chương trình tin tức hàng tuần Real News Update của ông. Cô tham dự nhiều sự kiện phụ nữ ủng hộ Trump. Lara Trump, đồng với chồng Eric và ông Donald Trump, tham gia động xếp America trước vụ bạo loạn ở đồi Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Cô cũng xuất hiện như một người đại diện cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Giới quan sát đánh giá Lara là một phụ nữ có nhiều tham vọng chính trị. Cô từng nghiêm túc cân nhắc khả năng tranh cử ghế thượng nghị sĩ của bang Bắc Carolina trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Tuy nhiên, cuối cùng cô từ chối ra tranh cử. Hôm 8 tháng 3, cô và Mali, nguyên chủ tịch Đảng Cộng hòa bang North Carolina, đã chính thức đắc cử đồng chủ tịch của ANC. Điều này là lần đầu tiên người nhà của một tổng thống hoặc ứng viên giữ vị trí đồng chủ tịch ANC kể từ bà Ronald Reagan vào thập niên 1980. ANC là cơ quan quản lý của Đảng Cộng hòa trên toàn quốc Mỹ và điều hành bộ máy chính trị của đảng. Ủy ban gồm 168 thành viên, được chọn thông qua bỏ phiếu. Vị trí này được 168 thành viên của ủy ban bầu theo nhiệm kỳ 2 năm. ANC đóng vai trò quan trọng trong việc gây quỹ cho đại diện Đảng Cộng hòa, quảng bá thông điệp của đảng và huy động cử tri. Tuy nhiên, ANC đã vướng vào không ít tranh cãi trong những năm gần đây. Sau khi ông Trump đắc cử năm 2016, ông đã tự lựa chọn Ronald McDaniel làm chủ tịch ANC. Dưới sự lãnh đạo của McDaniel, ANC đã gây quỹ và chi hàng trăm triệu đô la Mỹ để duy trì và mở rộng văn phòng của đảng. Tuy nhiên, bà McDaniel ngày càng nhận được nhiều chỉ trích từ các thành viên Cộng hòa và các đồng minh của ông Trump, phản ánh rằng bà vô trách nhiệm trong việc quản lý ngân sách và các báo cáo tài chính. Chiến dịch gần đây cho thấy ANC chỉ có 8 triệu đô la Mỹ trong tài khoản ngân hàng và nợ 1 triệu đô la Mỹ. Nhiều người cho rằng ANC dưới sự lãnh đạo của McDaniel không tập trung vào nhiệm vụ cơ bản của mình. Sau thất bại năm 2020, đội ngũ của cựu Tổng thống Mỹ đã thua hơn 50 vụ kiện liên quan tới cáo buộc bất thường. ANC ngày càng lớn mạnh khi ông Trump từ chối tham gia các cuộc tranh luận của đảng hoặc cam kết ủng hộ ứng viên được Đảng Cộng hòa lựa chọn. Trong tháng 10 năm 2023, ông kêu gọi ANC hủy các cuộc tranh luận còn lại và tập trung cho khả năng ông tái đấu với ông Biden.
ANC không chú ý đến lời kêu gọi của ông và Ronald McDaniel từ chức chủ tịch ANC, cùng với nhiều thành viên khác, nhường chỗ cho Lara, vợ của Eric Trump, được kỳ vọng sẽ đóng vai trò lớn trong các nỗ lực truyền thông và gây quỹ của ANC với vị trí đồng chủ tịch. Ông Trump đã khen ngợi Lara là một người giao tiếp rất tài năng và luôn cống hiến hết mình cho phong trào Make America Great Again, MAGA. Việc Wadley và Lara trở thành chủ tịch và đồng chủ tịch cơ quan này sẽ giúp ông Trump củng cố vị thế trong nội bộ Đảng Cộng Hòa. Để bổ sung, ANC đang có kế hoạch bổ nhiệm Chris Lachivita và Jim Bob làm cố vấn hàng đầu và các vị trí cấp cao khác trong ANC. Lara, người từng được xem như vũ khí tranh cử bí mật của ông Trump, là lựa chọn phù hợp đối với ANC. Trong đó yêu cầu hai lãnh đạo hàng đầu phải gồm cả nam và nữ, theo Jeff McConnell, chủ tịch Đảng Cộng Hòa tại bang Georgia và là thành viên của ANC. Một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất của ban lãnh đạo mới sẽ là vấn đề tiền bạc. Năm 2023, ANC chỉ có dưới 9 triệu đô la Mỹ trong ngân hàng, trong khi Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ có 24 triệu đô la Mỹ. Lara, với sự năng lực và phù hợp với vai trò, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tái cấu trúc và đẩy mạnh các hoạt động của ANC.